Chương 1. Vận mệnh thay đổi. Bạn đang nghe truyện tại Me truyện audio. Com. A. À, tê tâm liệt phế thống khổ tiếng vang lên, để cho người ta nghe được một tia tuyệt vọng. Ba năm trước đây toàn thế giới đều bị tan thi virus lây nhiễm. Tại ba năm này, nhân loại sống sót chỉ có một phần ba, sống sót nhân loại sống rất không yên ổn. Bởi vì tan thi số lượng quá nhiều, bọn chúng tùy thời nguy hại lấy nhân loại sinh mệnh ngươi nghe, lại một cái bị bầy tan thi bao phủ nhân loại. Cố cửu bị bầy tan thi bao phủ, ngoại trừ ngay từ đầu bị tan thi cắn xé thân thể mà sinh ra đau đớn, mà phát ra thanh âm thống khổ, về sau một mực cắn chặt răng thừa nhận. Nàng hận, nhìn xem đi xa cổ xe, cố cửu tuyệt vọng hai mắt mang theo hận ý. Đó chính là người nhà của nàng, cùng người yêu. Cứ như vậy đưa nàng bỏ xuống, mang đến tan thi trong miệng, chỉ vì nàng không có giá trị lợi dụng chung quanh đều là tan thi thi xú vị, cùng từ bọn hắn trong miệng tán phát hôi thối. Thân thể của nàng không ngừng mà bị gặm cắn, bị tan thi từng ngụm ăn tận. Nàng hối hận, thật hối hận. Lúc trước liền không nên mềm lòng, không nên không đi nghĩ sâu phụ mẫu bất công, muội muội địch ý, không phải sẽ không luân lạc tới tình trạng này. Nàng là khó gặp song hệ dị năng, lại luân lạc tới tình trạng này, đều là nàng quá ngu, quá ngây thơ rồi nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, nàng tuyệt đối nghịch chuyển dạng này vận mệnh. Bởi vì bị phế bỏ dị năng, cố cửu cứ như vậy bị bầy tan thi chia ăn. Nhìn xem bầu trời xám xịt, nàng nhắm lại không cam lòng hai mắt. Ren ren ren. Đương cố cửu lại một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, là bị chuông điện thoại di động đánh thức. Nàng từ trên giường đằng ngồi, hoàn cảnh chung quanh thu hết nàng đáy mắt. Chuông điện thoại di động còn tại vang lên, bất quá một lát an tĩnh lại. Cái này quen thuộc vừa xa lạ hoàn cảnh, để cố cửu hai mắt đều tản ra cảnh giác cùng không dám tin. Nơi này, nơi này rõ ràng chính là tận thế trước, công ty phân phối cho nàng nhà trọ A. Cố cửu không tin phát sinh trước mắt hết thảy. Nàng tử vong thời điểm bị tan thi gặm cắn cảm giác đau đớn, còn lưu lại tại thân thể trong trí nhớ. Đau như vậy, như vậy tuyệt vọng. Tại virus bột phát bên trong kia trong 3 năm, nàng vì lo cho gia đình làm trâu làm ngựa kinh lịch kia cũng không thể là giả cố cửu cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh chung quanh nghĩ đến cao cấp tang thi có thể để cho người ta sinh ra huyễn cảnh nàng đã từng mơ ước lớn nhất chính là trở lại quá khứ trở lại tận thế bột phát trước lúc này chung quanh hoàn cảnh quen thuộc không để cho nàng đến không cảnh giác lên cố cửu từ trên giường mèo khởi thân thể cảnh giác nhìn xem chung quanh nàng duỗi ra trắng nõn tay chậm rãi vặn lấy cánh tay khi cường độ rất lớn. T. Đau, nàng cảm thấy đau. Nàng thật về tới tận thế trước đó, thật trở về quá khứ. Cố cửu xuống giường nhìn xem chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, còn có lầu dưới trên đường cái hành sự lấy cổ xe chói tai tiếng kèn âm. Trong không khí sạch sẽ khí tức, bên ngoài chiếu xạ ánh nắng, cái này đều để cố cửu xác nhận nàng thật trở về. Ren ren ren. Chung điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Cố cửu nghe được vang lên chuông điện thoại di động, lúc này lại cảm giác như thế thân thiết. Trong tận thế mất điện hết nước, mạng lưới cũng biến mất theo. Thế giới lâm vào một vùng tăm tối, không còn có nghe qua dạng này êm tai thanh âm. Cố cửu trực tiếp cầm điện thoại di động lên, nhìn xem phía trên là giám đốc gọi điện thoại tới, cố cửu nhăn nhăn kia lá liễu lông mi cong. Bất quá tay bên trên động tác không ngừng, đem điện thoại tiếp thông phóng tới bên tai. Cố cửu, hôm nay là tổng công ty người tới, ngươi bây giờ đến đâu rồi? Thời gian sắp không còn kịp rồi, ta trước dẫn người đi đại sảnh, ngươi nhanh lên tới. Trong điện thoại giọng nữ mang theo vội vàng, chung quanh còn có tạp nhạp thanh âm. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 2 Quân thị công ty Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Nhưng mà đối phương nói xong, liền đem điện thoại dập máy cố cửu cũng đã mộng nàng cúi đầu nhìn xem ngầm hạ đi màn hình điện thoại di động ngón cái đem màn ảnh lại một lần nữa theo sáng cố cửu nhìn phía trên này hai mắt mang theo kinh ngạc nàng vậy mà về tới tận thế giáng lâm hai tháng trước thời gian khoảng cách quá lâu cố cửu đã không nhớ rõ một ngày này đến tột cùng chuyện gì xảy ra bất quá học tỷ cũng chính là quân thị tổng công ty giám đốc gọi điện thoại cho nàng nghe kia nóng nảy khẩu khí nàng lập tức đi hướng tủ quần áo quân thị phân công ty giám đốc gọi lưu diễm là cố cửu học tỷ cũng là học tỷ đưa nàng đưa vào công ty nơi này là nàng tại tận thế trước trụ sở công ty phân cho nàng độc thân nhà trọ sau khi tốt nghiệp đại học nàng liền tiến vào quân thị công ty mặc dù là phân công ty nhưng là đãi ngộ còn không không tệ công ty bởi vì nàng công trạng không tệ đều là vì nàng cung cấp tốt nhất phúc lợi. Thế nhưng là về sau, bởi vì muội muội cố huyên đưa nàng công việc làm thất bại, cũng làm cho nàng bị công ty khai trừ. Bất quá đây đều là tan thi virus bột phát trước một tháng trước chuyện phát sinh. Bởi vì không có công việc, nàng trở về cùng phụ mẫu ở, cũng cùng cố huyên quan hệ càng ngày càng cương. Thẳng đến tan thi virus bột phát, về sau phát sinh hết thảy như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng nàng cả đời này trôi qua nhất thư thái chính là tại quân thị công tác những ngày này. Cái này thư thái sinh hoạt, đều là học tỷ một tay đề bạc cho nàng mang tới. Bất quá nghĩ đến kiếp trước học tỷ hạ tràng, cố cửu con ngươi băng lãnh hiện lên một tia ảm đạm. Rất nhanh kia xóa ảm đạm liền thu lại. Một thế này có nàng tại, sẽ không lại tùy ý như thế chuyện phát sinh. Cố cửu đi đến tủ quần áo trước, mở ra cửa tủ một sát na kia, nàng ngây ngẩn cả người toàn bộ đều là công ty chế phục, nghiêm cẩn mà già dặn trang phục. Tận thế tiến đến mỗi ngày cùng tan thi chiến đấu, nàng chưa từng có lại xuyên qua váy, cũng không có mặt qua cái này chỉnh tề vừa vặn âu phục. Cố cửu lâm vào ngắn ngủi mê mang. Nàng đã trùng sinh trở về, biết sau này thế giới này phát triển quỹ đạo. Chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lưu tại công ty, chậm rãi chờ đợi tận thế đến sao? Không, nàng phải làm cho tốt chuẩn bị đầy đủ, tới đón tiếp trận này nhân loại tai nạn. Coi như không thể thay đổi cái gì, cũng muốn tại tận thế tiến đến về sau sống tiêu sái. Cố cửu đưa tay vương hướng cửa tủ bên trong một bộ quần áo thoải mái. Quân thị phân công ty. Lúc này công ty trong đại sảnh đứng đấy không mặc ít mang chỉnh tề nhân viên. Hôm nay là tổng công ty bên trong xuống tới người thăm dò, tất cả mọi người đang nên tiếp vị này tổng công ty phái người nhân vật. Lưu Diễm mang theo trong công ty nhân viên không ngừng mà nhìn xem đồng hồ, còn một bên nhìn về phía bên trong đại sảnh cửa xoay. Trong lòng lo lắng, cố cửu làm sao vẫn chưa xuất hiện, thời gian liền muốn không còn kịp rồi. Đúng lúc này, mấy chiếc xa hoa điệu thấp xe sang trọng chậm rãi ngừng đến công ty cổng. Lưu Diễm nhìn thấy xe đã ngừng lại, lập tức tùy tiện gọi lên hai người theo sau lưng. Vốn là dự định mang cố cửu lộ mặt, thế nhưng là kia nha đầu chết tiệt kia lúc này đều chưa từng xuất hiện, chỉ có thể tùy tiện kéo hai người cho nha đầu kia cơ hội tốt vậy mà không hảo hảo nắm chắc lưu diễm trên mặt treo giận không tranh nhưng mà đi ra đại sảnh về sau trên mặt lại trở thành cung kính tiếu dung nàng dẫn người đi tới cửa khi mấy chiếc xe sang trọng cửa xe đã bị người mở ra từ lúc đầu trên xe đi xuống một tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân nam nhân lập thể ngũ quan đao khắc tuấn mỹ cả người phát ra một loại chấn nhiếp chung quanh tất cả vật sống vương giả khí thế khi gương mặt Tuấn Mỹ, lúc này ngậm lấy một vòng ôn hòa mà xa cách Tiếu Dung. Theo sát lấy từ cái khác trên xe cũng đi xuống mấy tên nam tử, mỗi cái đều là khí khái anh hùng hừng hực, đẹp trai rối tinh rối mù. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 3 Quân Tam Thiếu Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Khi mấy tên nam tử nhau nhau đi đến từ đầu dưới xe tới nam nhân sau lưng, Hành vi cử chỉ vô cùng nghiêm cẩn, trong đôi mắt thần thái cũng vô cùng cung kính. Trước mắt mấy vị nhan giá trị chính là kinh động như gặp thiên nhân a, nhất là đứng tại phía trước nhất vị kia. Lưu Diễm nghe được sau lưng truyền đến hấp khí thanh, hung hăng trừng hai nữ nhân kia một chút. Sau đó mới phủ lên tiếu dung mang người tiến lên đón. "Ngài tốt, ta là quân thị phân công ty quản lý, Lưu Diễm." Khi tuấn mỹ nam nhân nhìn thấy Lưu Diễm, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lưu Diễm nhìn trước mắt nam nhân, nội tâm cũng là có chút xúc động. Gần nhìn nam nhân này khuôn mặt càng để cho người sinh ra ba động. Nam nhân ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như hy lạp pho tượng, u ám thâm thúy băng lãnh con ngươi, lộ ra cuồng giả không câu nệ. Tà mị lại gợi cảm. Còn có nam nhân kia tự thân khí chất cao quý, cũng là chỉ có thể nhìn từ xa không thể gần nhìn a. À. Trên người đối phương khí thế như có như không nhưng kia tồn tại cảm lại hết sức mãnh liệt. Người này xem xét chính là thượng vị giả tài sở có thế có. Lưu Diễm thầm nghĩ, người này tuyệt không đơn giản. Lưu Diễm không nghe thấy đối phương tự giới thiệu, nàng biết điều tránh ra thân thể, vương tay thái độ cung kính nói, mời lên lâu đi. Quân bắt mặt nhìn thoáng qua bên người rất hiểu phân tất nữ nhân, môi mỏng khẽ mở, quân bắt mặt. Nói xong mang theo sau lưng mấy nam nhân, bước chân ưu nhã hướng phía quân thị trong đại sảnh đi đến. Lưu Diễm nghe được đối phương báo ra danh tự thời điểm, hai tròng mắt một trận thiết chặt. Nhưng mà nhìn thấy đối phương đã dẫn người đi đến, lập tức đuổi kịp đám người kia. Quân Bắc mặt, chỉ cần tại quân thị công ty lão công nhân, cơ hồ không có không biết người này. Quân gia tam thiếu gia, càng là tại quân bộ nhân vật truyền kỳ. Nghe đồng quân tam thiếu trúng tuyển quốc gia đặc chủng bộ đội tinh Anh, thậm chí tại chi bộ đội kia bên trong đảm nhiệm đội trưởng lúc đầu hắn là quân gia người nối nghiệp quân gia thế nhưng là tại quân giới có nhất định lực ảnh hưởng ngay tại lúc năm ngoái không biết vì sao quân tam thiếu lui xuống tới coi như hắn lui xuống tới quân gia người y nguyên phi thường coi trọng tam thiếu gia về phần đối phương vì sao từ bộ đội đặc chủng lui ra đến đây đã là cái mê không có ai biết không có lẽ chỉ có quân gia người biết Mặc dù đây đều là trong kinh thành nghe đồn, thế nhưng là Lưu Diễm cũng không có ít nghe những này tin tức ngầm. Lưu Diễm mang theo sau lưng hai cái hoa si nữ người, bước nhanh đuổi kịp Quân Tam thiếu bước chân. Một đoàn người tiến về thang máy mà đi. Lưu Diễm càng là chạy đến Quân Tam thiếu phía trước, tự thân vì đem thang máy mở ra. Một đoàn người đều lên thang máy, công ty đại sảnh đám người, lúc này mới đem thẳng băng thân thể trầm tĩnh lại. Hoa các ngươi thấy không nam nhân kia rất đẹp trai a à. nữ nhân bưng lấy ửng đỏ gương mặt trên mặt mang theo hoa si thần sắc đúng vậy a à, thật rất đẹp trai không biết tại tổng công ty là chức vị gì cũng có nữ nhân rơi vào trầm tư bắt đầu tiểu tính toán chung quanh những nữ nhân khác càng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần còn tại nhìn qua thang máy phương hướng cố cửu cầm hưu nhàn quần áo thể thao đi vào phòng tắm mà ở phòng tắm trong kính xuất hiện tấm kia mỹ lệ khuôn mặt, để cố cửu lại ngây ngẩn cả người. Da thịt trắng nõn tinh tế tỉ mỹ bóng loáng, không có sau tận thế tan thương, xem xét chính là tỉ mỹ bảo dưỡng qua. Thế nhưng là đây hết thảy đều tại tận thế tiến đến về sau, đã trở thành quá khứ. Tại tận thế kia ba năm, nàng đã không còn có xinh đẹp như vậy quan cảnh. Cố cửu nhìn xem trong kính nữ nhân quen thuộc như vậy, lại có chút xa lạ khuôn mặt, để nàng muốn rơi lệ tận thế ba năm, đối với nàng mà nói là thê thảm đau đớn. Để nàng đã mất đi thân tình, tình yêu, còn có hữu nghị. Không, có lẽ trước hai loại, nàng căn bản cũng không có có được qua. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 4 Hồi ức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố cửu nghĩ lại tới sau tận thế hết thảy, nàng không thể kiên trì được nữa, ngồi xổn trên mặt đất có chút nghẹn ngào đó cũng không phải khóc trống thanh âm như thế bi thống như vậy tuyệt vọng liền như là thụ thương thú nhỏ nàng thật quá ngu quá ngây thơ tận thế trước nàng bị cố huyên làm ném đi công việc cố huyên đi nàng công ty đại náo một trận nói nàng chân đứng hai thuyền nhân phẩm có vấn đề thế nhưng là lúc kia nàng ngoại trừ cùng người yêu dương tử hoa cùng một chỗ căn bản không có cùng nam nhân khác từng có liên lụy thẳng đến cố huyên xuất ra nàng cùng nam nhân khác mập mờ ảnh chụp. Khi là tại họp lớp bên trên chụp lén, bởi vì góc độ vấn đề, nhìn xem tựa như là hôn. Nàng cùng cố huyên giải thích, cùng dương tử hoa giải thích. Thế nhưng là cố huyên không buông tha xuất ra kia ảnh chụp, náo một hai lần còn chưa đủ, một mực tại nhiễu loạn công tác của nàng. Thẳng đến công ty rốt cuộc chịu không được, để nàng về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đây là biến tướng đưa nàng từ chức. Mặc dù công ty coi trọng năng lực của nàng, lại không cách nào lại trọng dụng nàng. Về sau nàng về tới lo cho gia đình, cùng người nhà ở cùng một chỗ. Mà nàng cùng cố huyên mâu thuẫn càng lúc càng lớn. Phụ mẫu một lần lại một lần khuyên hướng cố huyên, liền ngay cả Dương Tử Hoa cũng chỉ trích nàng. Thẳng đến tan thi virus bột phát, tận thế tiến đến. Nàng đã thức tỉnh xong hệ dị năng, chữa trị dị năng cùng hỏa hệ dị năng mà nàng rất may mắn đã thức tỉnh xong hệ dị năng, bởi vì người nhà thái độ đối với nàng, trong nháy mắt có biến hóa mới. Muội muội không còn như trước đó như thế cùng với nàng đối nghịch, phụ mẫu cũng hầu như là đối với nàng hỏi han ân cần. Liền ngay cả người yêu cũng bắt đầu đối nàng ôm nhu. Bất quá đây đều là giả tượng thôi. Chỉ vì nàng có năng lực phù hộ bọn hắn, có thể cho bọn hắn tìm đến đồ ăn. Tang thi virus bột phát, nhân loại thiếu thốn nhất đồ ăn tại tận thế vì nho nhỏ mút meo bánh mì, đều có thể sẽ giết người. Loại tình huống này nhiều không kể xiết, có thể thấy được đồ ăn là trọng yếu đến cỡ nào. Mà nàng có song hệ dị năng, người nhà liền sẽ không đói bụng. Nàng mỗi ngày đều muốn ra ngoài tìm kiếm thức ăn, một khi tìm không thấy đồ ăn, phụ mẫu liền không lại như trước đó như thế ôn hòa, muội muội sắc mặt cũng sẽ không dễ nhìn. Dương tử hoa một đại nam nhân sẽ không nói cái gì, nhưng là trước đó ôn nhu lại không còn cho nên vì kia để nàng tham luyến thân tình cùng tình yêu nàng mỗi ngày đều sẽ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi tìm đồ ăn thời gian một năm nuôi bốn người kia ròng rã một năm thẳng đến quốc gia đội cứu viện tới bọn hắn cùng nhau rời đi tiến về kinh thành tại đi hướng kinh thành trên đường nàng kinh lịch rất nhiều gặp rất nhiều quen thuộc người bởi vì nàng sở hữu dị năng Đi theo những quân đội kia cùng nhau đối kháng tan thi, cho nên lấy được đồ ăn tương đối mà nói sẽ thêm một điểm. Thế nhưng là nàng y nguyên ăn không đủ no, những cái kia đồ ăn đều tiến vào người nhà trong miệng. Những cái kia gặp phải người quen biết, đồng học hảo hữu, các đồng nghiệp đều nhau nhau khuyên nàng, đa số mình cân nhắc. Lúc kia nàng còn cười một tiếng mà qua, chưa từng để ở trong lòng. Đi đường của Kinh Thành, bọn hắn liền dùng thời gian nửa năm tại thời gian nửa năm này bên trong nàng nhìn thấy quá nhiều những cái kia đã từng quen thuộc người lưu lạc tang thi trong miệng đến an toàn căn cứ nàng coi là ngày tốt lành tới nàng có thể nghỉ ngơi thật tốt lại không nghĩ rằng chờ đợi nàng sẽ là thân nhân lạnh lùng người yêu phản bội cùng nàng tử vong buồn cười biết bao a à. cố cửu trong phòng tắm yên lặng xé mở quá khứ hết thảy đây là để nàng một lần nữa trải nghiệm một lần bị thân nhân bị người yêu phản bội tư vị. Đến căn cứ, nàng cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì trong căn cứ trụ sở, còn có đồ ăn, cái này đều cần dùng tan thi tinh hạch đến đổi. Tan thi bên trong tinh hạch có thể tăng lên dị năng. Loại đồ vật này như thế quý giá, ai lại bỏ được đâu. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 5 Phản bội bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cố cửu chính là tại một lần ngoài ý muốn tình huống dưới biết được tinh hạch tác dụng vì tăng lên dị năng đều đã dùng cho nên trên thân cũng không có bao nhiêu tinh hạch ở nhà người khẩn cầu dưới nàng đến căn cứ cũng không có ngừng đi theo ra ngoài tiểu đội đi làm nhiệm vụ đổi lấy tinh hạch chỉ để lại người nhà một cái chỗ an thân người nhà cùng người yêu vậy mà như thế nhẫn tâm coi như nàng là cái dị năng giả thế nhưng chỉ là nữ nhân A. À. Ai nhưng từng thương tiếc nàng, nhưng đã từng hỏi qua nàng một câu có mệt hay không, có đói bụng không. Hơn một năm đi qua, bọn hắn rốt cục có ở căn cứ bên trong nhà của mình, vậy cũng là nàng bên ngoài dùng mệnh đổi lấy. Khi đó bởi vì liều mạng ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng già nua đặc biệt nhanh. Nhân tài hơn 20, lại giống như là ba 40 phụ nữ. Mà gia nhân ở trong căn cứ sống an nhàn sung sướng, bộ dáng kia là như thế tứ nhường. Muội muội cố huyên càng là mỹ lệ làm rung động lòng người, ở căn cứ bên trong coi là mỹ nhân. Cũng trách không được Dương Tử Hoa sẽ vì cố huyên mà phản bội nàng. Chỉ cần là nam nhân, đối mặt lúc kia mỹ lệ cố huyên, cùng nàng như thế tan thương khuôn mặt, người sáng suốt đều biết chọn cái nào. Phát sinh như thế buồn nôn sự tình, nàng trước khi chết rất may mắn không có đem thân thể, cho Dương Tử Hoa tên súc sinh kia không bằng nam nhân bởi vì về sau chuyện phát sinh thật thật là buồn nôn tại bọn hắn có nhà của mình sau không bao lâu có một ngày cố huyên tìm nàng nói cái trụ sở này người cầm quyền coi trọng nàng để nàng đi bồi một đêm nàng lúc kia không nghi ngờ thật giả phẫn nộ tìm tới căn cứ người cầm quyền không nói hai lời liền động thủ cùng những cái kia ủng hộ căn cứ người cầm quyền thủ hạ đánh lên khi đó nàng quá xúc động quá ngu bởi vì thấy qua tận thế quá nhiều nữ nhân dựa vào năng lực của đàn ông bảo toàn mình dùng thân thể đổi lấy giao dịch cũng có quá nhiều nữ nhân bất đắc dĩ không có trong sạch nhưng lại không có năng lực phản kháng cho nên nàng là phẫn nộ gia nhân ở trong lòng của nàng rất trọng yếu lúc trước dù cho cố huyên đưa nàng công việc làm mất đi nàng cũng không cùng trở mặt chẳng qua là tiểu đã tiểu nháo đây chính là bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng quá quan tâm thân tình cuối cùng nàng bị cố huyên lừa. Nàng cùng căn cứ người cầm quyền thủ hạ đánh cái ngang tay, ai cũng không có chiếm được ai tiện nghi. Mà lại bọn hắn song phương cũng đều thụ thương. Những người kia để nàng đi làm rõ ràng, cho nên nàng về nhà, muốn đi hỏi một chút cố huyên có phải hay không sai lầm. Ngươi nhìn, lúc kia nàng còn đang vì đối phương kiếm cớ. Nhưng là đợi đến về nhà, nàng nhìn thấy cái gì? lại là nàng người yêu cùng thân muội muội lăn lên giường hình tượng. Hai người tư thế như vậy thân mật, đã lẫn nhau xâm nhập hiểu rõ. Bọn hắn kia để cho người ta buồn nôn tư thế, còn có kia xích quả thân thể, để nàng làm lúc liền mộng. Cố Huyên thấy được nàng không thèm để ý chút nào mở miệng trào phúng nàng, nói nàng căn bản không phải mụ mụ hài tử, là ba ba cùng những nữ nhân khác sinh ra tới tiện loại. Nàng nói, nàng vẫn luôn thích Dương Tử Hoa. Cho nên bọn hắn cùng một chỗ là đương nhiên. Nàng nói, ngươi cũng không nhìn một chút mình cái gì bộ dáng, Tử Hoa mới sẽ không coi trọng ngươi. Nàng nói, ngươi bây giờ đã không có giá trị lợi dụng. Mà nàng kia cái gọi là người yêu, càng là đối với lấy Cố Huyên thâm tình chậm rãi mà nói, ta chỉ thích một mình ngươi. Lại về sau, nàng mới biết được nguyên lai Cố Huyên sở hữu dị năng. Cố Huyên vậy mà đã thức tỉnh thủy hệ dị năng nàng thụ lấy tổn thương bị cố huyên phế bỏ dị năng trở thành một tên phế nhân lúc kia nếu như nàng không có thụ thương cũng sẽ không bị cố huyên đánh lén thế nhưng là không có nếu như nàng biết đến quá muộn hai người đem đã không có dị năng trở thành phế nhân nàng lộ ra căn cứ ném tới bầy tang thi bên trong bọn hắn cứ như vậy đem nàng bỏ bạn thích bộ truyện này yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video chương 6 Thoái biến Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nàng tại tận thế 3 năm bảo vệ bọn hắn, đến tột cùng đổi lấy cái gì? Lại là tử vong, cái này cỡ nào buồn cười. Cố cửu ngồi tại lạnh buốt trên sàn nhà, nàng cảm giác được không chỉ đau lòng, còn có thấu xương thất vọng. Nàng không tin phụ mẫu không biết đây hết thảy. Dương tử hoa cùng cố huyên tình cảm, Xem xét cũng không phải là một hai ngày mới có kết quả. Cố cửu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, nàng nhìn xem trong kính mỹ lệ khuôn mặt, cặp mắt kia không còn như là tận thế trước thanh tịnh. Lúc này cặp con mắt kia thâm thúy lại thanh lãnh, không có một tơ một hào tình cảm. Cố cửu nhìn xem trong kính dạng này mình, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Khi mang theo mỹ ý cười tràn đầy gợi cảm, toàn thân lạnh lẫm khí tức nhưng cũng làm cho không người nào có thể tới gần hai loại mâu thuẫn kết hợp thể ở trên người nàng không có chút nào không hài hòa cảm giác sờ lấy người trong kính khuôn mặt cố cửu cười đã lão thiên để nàng sống lại một đời nàng tuyệt đối không cô phụ cái mạng này xem như được không nàng sẽ hảo hảo còn sống người nhà thân tình kia là kiếp trước ngây thơ hy vọng xa vời xé mở những cái kia chân diện mục vậy mà như thế xấu xí không chịu nổi đã như vậy buồn nôn như vậy thì bỏ qua bọn hắn đều có thể như thế đối đãi nàng một thế này sẽ không còn che chở bọn hắn cố huyên dương tử hoa băng lãnh thanh âm trong phòng tắm vang lên tràn đầy hận ý cố cửu không nhìn nữa lấy trong kính mỹ lệ khuôn mặt nàng đơn giản cọ rửa dưới thay đổi y phục liền hướng quân thị công ty mà đi nàng muốn từ chức hiện nay mặc dù nói khoảng cách tận thế còn có hai tháng thế nhưng là nàng cần chuẩn bị đồ vật nhiều lắm Tại Lưu Diễm mang theo quân tam thiếu một đoàn người lên lầu thời điểm, Cố Cửu nhất chân đi vào công ty đại sảnh. Người bên trong đại sảnh đã tán đi không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có mấy người dừng lại đang thì thầm nói chuyện. Có người nhìn thấy Cố Cửu xuất hiện, lại nhìn nàng mặt không khỏi lên tiếng kinh hô, "Cố Cửu, ngươi làm sao mặt thành dạng này liền đến công ty? Giám đốc vừa rồi tìm không thấy ngươi sắc mặt nhìn xem cũng không tốt như vậy nhìn." Cố Cửu nghe được đồng sự cười cười, hỏi. Giám đốc hiện tại ở đâu? Người kia nói. Đã mang theo tổng công ty người lên lầu. Cố cửu trên đường liền nhớ lại tới, kiếp trước đích thật là có tổng công ty người tới chuyện này, bất quá gặp phải nàng sinh bệnh, cho nên bỏ qua. Bây giờ nàng trùng sinh trở về, cũng không có cảm giác được thân thể khó chịu, đối với điểm ấy nàng không có truy đến cùng. Dù sao trùng sinh đều có thể chuyện phát sinh, chút vấn đề nhỏ này còn có cái gì có thế truy cứu cố cửu đối kia đồng sự gật gật đầu, chạy thang máy mà đi. Nàng muốn từ chức nhất định phải nói với Lưu Diễm một tiếng. Học tỷ đối với nàng chiếu cố, tình này phân nàng biết nặng bao nhiêu, nàng không thể chào hỏi cũng không nói một tiếng liền rời đi. Chung quanh mấy cái đồng sự nhìn xem cố cửu ngồi lên thang máy, lúc này mới đem trước trò chuyện tổng công ty người tới chủ đề chuyển dời đến cố cửu trên thân. Hừ! Năng lực cái gì, còn không phải ỷ vào giám đốc chỗ dựa ngươi nhỏ giọng một chút bị người nghe được truyền vào giám đốc trong tay trước đó cùng cố cửu chào hỏi đồng sự đi tới nói hiện tại trong công ty người đều đem tâm phóng tới trên lầu ai còn để ý các ngươi ở giữa đàm luận a cũng thế ta nói cho các ngươi biết cái này cố cửu về sau mấy người liền bắt đầu thảo luận cố cửu các loại châm chọc đương nhiên cũng xen lẫn ghen ghét hâm mộ cố cửu ngồi lên thang máy thẳng đến trên lầu phòng họp nàng lúc này không còn là kiếp trước tâm tư như vậy đơn thuần. Dưới lầu thời điểm, nàng liền biết mấy cái kia đồng sự khi nhìn đến nàng xuất hiện lúc biến hóa. Khi trong mắt rõ ràng cất dấu địch ý, đó căn bản không khó phát hiện. Bất quá thì tính sao, nàng chẳng lẽ lại còn muốn người người đều thích nàng không thành. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 7 Sượt qua người bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Cố cửu ngồi thang máy, thẳng đến trên lầu phòng họp. Cửa thang máy bị mở ra trong nháy mắt đó, nàng liền thấy cửa phòng họp đứng đấy hai mặt nam tử. Khi là một đôi song bào thai, hai nam nhân giống nhau như đúc, nhưng là nàng hay là một chút liền phân chia ra hai người chỗ khác biệt. Bên trái nam nhân toàn thân phóng thích ra băng lãnh khí tức, bên phải nam nhân hai mắt mang theo cười ôn hòa ý, nhưng là nụ cười kia lại cũng không đạt đáy mắt hai người này đều không phải là dễ treo. Cố cửu nhìn ra được, trên thân hai người mang theo lăng lệ khí tức. Nhất là tại nàng xuất hiện một khắc này, từ trên thân hai người truyền đến huyết sát chi khí. Đây rõ ràng là từng thấy máu người. Hiện nay vẫn là thời đại hòa bình, có thể từng thấy máu người đơn giản chính là hai loại người, một đen một trắng. Nhìn xem canh giữ ở cửa phòng hội nghị hai người, tôi vẫn đem hai người định nghĩa tại bạch phạm vi bên trong. Tư Vân cùng Tư Ngọc nhìn xem cố cửu xuất hiện, liếc nhìn nhau. Hai người hai mắt ánh mắt va nhau im ắng giao lưu, cuối cùng ca ca Tư Vân đi lên trước. Tiểu thư, nơi này nhân viên không quan hệ không thể tới gần. Cố cửu nhìn xem đi lên trước nam nhân, nghe được hắn mang theo uy áp lời nói, cười nhạt, không có ý tứ, ta tìm đến người nhất thời nóng vội. Nói xong cố cửu lần nữa quay trở về thang máy. Tư vân nhìn xem nàng rời đi động tác, kia cổ mãnh liệt uy áp giảm đi không ít cố cửu đi vào thang máy đột nhiên lần nữa lên tiếng nói ta tìm đến người là quân thị phân công ty giám đốc lưu diễm chờ nàng ra làm phiền ngươi chuyển đạt một tiếng nói có người tại phòng làm việc của nàng đợi nàng tư vân nhìn xem trong thang máy thanh xuân giàu dạc nữ hài nhi tưởng rằng kia lưu diễm thân thích gật đầu mà nói biết cố cửu đè xuống thang máy cửa thang máy khép lại cố cửu dưới lầu đợi một giờ căn bản không có đợi đến lưu diễm. nàng rời phòng làm việc lại một lần nữa đi phòng họp thế nhưng là phòng họp đã không ai nhìn thấy thu thập phòng họp nhân viên quét dọn nhân viên hỏi đối phương nói là người đã xuống lầu cố cửu lại ngồi thang máy xuống lầu trong thang máy cố cửu nhìn thấy nơi hẻo lánh bên trong nằm một chiếc nhẫn cố cửu ngồi xổm người xuống đem kia chiếc nhẫn cầm trong tay mới phát hiện căn bản không phải chiếc nhẫn mà là ban chỉ không biết là làm bằng vật liệu gì ban chỉ tại mặt ngoài một tầng là bạch ngọc vết tích mặt trên còn có lấy đồ án cổ lão chiếc nhẫn kia xem xét cũng không phải là phổ thông đồ vật không biết sẽ là ai thất lạc tới đây cố cửu đem ban chỉ thu vào nhớ lại đầu đi hỏi một chút cửa thang máy bị mở ra cố cửu đi ra thang máy liền thấy công ty đại sảnh người bên ngoài viên học tỷ lưu diễm ngay tại cung kính đối khi đi hướng xe bóng lưng nam nhân xoay người thấy cảnh này cố cửu đã ngờ tới người kia đoán chừng chính là tổng công ty phái tới người nàng hướng phía học tỷ phương hướng đi đến nghĩ đến thả chậm bước chân không đến mức đụng phải kia tổng công ty cao tầng nhưng trong lòng nghĩ đến cũng không biết là ai tấm lưng kia cao to như vậy nhìn kia ăn mặc còn giống như rất trẻ quân bắt mặt ngồi vào trong xe hắn tựa như đột nhiên có cảm giác nhìn về phía cố cửu phương hướng tại phân trong công ty đột nhiên xuất hiện một cái thanh xuân giàu dạc nữ hài nhi quân bắt mặt còn nhíu mày nữ hài nhi nhìn xem tuổi không lớn lắm giống như là ở trường sinh hắn cũng cho rằng là công ty nhân viên công tác thân thích tam thiếu chúng ta đi sao lái xe cũng không nghe thấy chỗ ngồi phía sau nam nhân lên tiếng không khỏi chủ động hỏi thăm lái xe đi thanh lãnh thanh âm trong xe vang lên bởi vì kiến xe có phòng hộ màng cho nên cố cửu không nhìn thấy ngồi ở trong xe nam nhân nhìn về phía nàng. Nàng nhìn thấy kia mấy chiếc xe sang trọng cấp tốc mở cách, lúc này mới tăng tốc bước chân đi hướng lưu diễm bên người. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 8 Từ chức Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Lưu Diễm gặp tổng công ty bên trong người rời đi, quay người liền muốn đi trở về nàng còn nhớ đến quân tam thiếu người bên cạnh, nói cho nàng có người ở văn phòng chờ lấy nàng đâu. Người kia là ai nàng trong lòng cũng nắm chắc, ngoại trừ cái kia nha đầu chết tiệt kia không phải là người khác. Ngay tại lúc nàng xoay người tay, nhìn thấy có chút không giống cố cửu. Lúc này cố cửu không có mặt công ty chế phục, một thân hưu nhàn sáo trang, khuôn mặt cũng không có tan trang. Cặp mắt kia cũng biến hóa lớn nhất, không có trước kia đa sầu đa cảm, vô cùng thanh minh lưu diễm hiếp hiếp mắt dịch ra cố cửu thân thể tiếp tục hướng phía trong đại sảnh đi đến cố cửu vốn đang mang theo nụ cười mặt nhìn thấy lưu diễm biến hóa này lập tức khổ cáp cáp một theo sau nàng ông nhắn lại cánh tay cầu xin tha thứ học tỷ ta sai rồi ta thật không phải là cố ý đến trễ lưu diễm không có đem cố cửu kéo về phía sau mở lại như cũ bất vi sở động bước chân cũng không ngừng thẳng đến hai người tiến vào thang máy Lưu Diễm lúc này mới quay người nhìn về phía treo ở trên người cố cửu. Miệng bên trong càng là chỉ tiết rèn sắt không thành thép nói. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cũng phí hết ta một phen tâm huyết, dạng này cơ hội lộ mặt liền để ngươi trà đạp, nếu không phải vì để ngươi có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí của ta, ta về phần dạng này sao ta? Cố cửu nghe được Lưu Diễm, hung hăng gật đầu, cũng hư tâm đạo xin lỗi. Chờ cửa thang máy mở, lưu diễm nhìn thấy cố cửu khẽ đảo thành khẩn nhận lầm thái độ trong lòng cổ quái nàng thật sâu nhìn thoáng qua cố cửu đối đầu kia thanh minh mang theo ý cười hai mắt luôn cảm giác ở đâu không thích hợp nhưng là lại không thể nói được đến nàng đi ra thang máy thẳng đến văn phòng mà cố cửu càng là đi theo cước bộ của nàng lưu diễm ngồi trên ghế làm việc từ trong ngăn kéo xuất ra nữ sĩ thuốc lá đốt từ trong miệng thổ lộ ra sương mù để cố cửu thấy không rõ lúc này học tỉ khuôn mặt. Nói đi, ngươi đã xảy ra chuyện gì? Lưu Diễm qua một hồi lâu mới hỏi ra. Nàng cùng cố cửu nhận biết lâu như vậy, vẫn là hiểu rõ đối phương, biết nàng khẳng định là có chuyện. Còn có đối phương hôm nay mặc hưu nhàn đồ thể thao, cái này căn bản là không có tính toán đi làm ý tứ. Lưu Diễm mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng là nàng có năng lực, có hậu đài, từ nhỏ sinh trưởng hoàn cảnh, để nàng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện nhìn thấy rất nhiều người khác không thấy được đồ vật cố cửu nghe xong lưu diễm lập tức thẳng băng thân thể nói thật nàng thật không biết nên như thế nào nói cho học tỷ tận thế sắp đến sự tình đây đối với nhân loại tới nói thật quá mức hoang đường căn bản sẽ không có người tin tưởng học tỷ hiện tại như là đã mở miệng hỏi tự nhiên là phát hiện cái gì mà nàng cũng vốn là không có ý định che lấp cố cửu ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu lộ ra cười nhạt một tiếng. Lập tức ngẩng đầu nhìn về phía ngay tại hút thuốc học tỷ, học tỷ, ta nghĩ từ chức. Tại nàng vừa dứt lời, lưu diễm trong tay khói rung lên. Lập tức mà đến chính là tỉnh, cả phòng đều vô cùng tỉnh. Cố cửu thậm chí có thể nghe được học tỷ kia kịch liệt chập trùng tiếng hít thở. Nàng biết nói ra lời này, học tỷ sẽ như thế nào sinh khí nàng ngẩng đầu nhìn về phía ngồi trước bàn làm việc lưu diễm, đối đầu cặp kia phẫn nộ con ngươi, cao mày. Coi như học tỷ lại tức giận, cũng không về phần như thế lớn lửa giận đi. Bành. Lưu diễm tay đại lực chụp về phía mặt bàn. Mặt mũi của nàng mang theo phẫn nộ, nhìn về phía cố cửu càng là chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, nói, có phải hay không lo cho gia đình vừa tối trong đất làm cái gì? Nghe được lưu diễm lời này, Cố cử rốt cuộc hiểu rõ đối phương vì sao như thế. Học tỷ vẫn luôn biết lo cho gia đình cho nàng hà khắc, luôn luôn không tán đồng nàng nỗ lực. Đã từng không chỉ một lần hai lần khuyên qua nàng, thế nhưng là nàng bởi vì quá mức để ý những cái kia hư vô mờ mịt đồ vật, căn bản chưa từng phóng tới trong lòng. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 9 Nhỏ máu nhận chủ bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com cố cửu cười lắc đầu không phải ta nghĩ từ chức là ta cá nhân nguyên nhân lần này lưu diễm sắc mặt càng thêm khó coi nàng chuyển động chỗ ngồi đối mặt với rơi ngoài cửa sổ không nhìn tới hướng cố cửu cố cửu thấy được nàng động tác như vậy biết lúc này là thật tức giận cố cửu ngồi trên ghế cũng không có bất kỳ động tác gì nàng chuẩn bị hiểu chi lấy lý lấy tình động học tỷ Ngươi biết, ta trong công ty chỗ kiếm tiền lương, cơ hồ đều lấy lại cho trong nhà, nhiều năm như vậy ta chưa từng có vì chính mình suy nghĩ qua. Ta không muốn lại tiếp tục, liền xem như không quen biết người, nhiều năm như vậy ta làm hết thảy, cũng có thể đem bọn hắn tâm che nóng lên đi, đáng tiếc lòng của bọn hắn vẫn như cũ là lạnh, là cứng rắn, ta cuối cùng cả đời cũng vô pháp đem bọn hắn tâm ngộ nóng. Đã bao nhiêu năm, ta một mực nhẫn nại, một mực thối lui một bước lui thêm bước nữa, mệt mỏi thật sự. Lưu Diễm sớm tại cố cửu mở miệng thời điểm, kẹp lấy thuốc lá dùng tay một chút. Tại cố cửu sau khi nói xong, nàng chậm rãi quay người nhìn về phía nàng, ngươi nhưng chăm chú nghĩ thông suốt. Cố cửu nhìn xem học tỷ không còn là trước đó sinh khí bộ dáng, cười gật gật đầu. Cố cửu đi ra quân thị công ty cao ốc, cùng học tỷ nói chuyện với nhau hồi lâu, nàng rốt cục vẫn là đạt được kết quả mình mong muốn. Bất quá, nhiều năm như vậy học tỷ vẫn luôn biết cuộc sống của nàng như thế nào tại nàng trước khi đi giao cho nàng một trương thẻ để nàng đi ra ngoài giải sầu một chút nàng đích xác nói đi giải sầu một chút nhưng cũng không phải là đi chơi mà là thu thập vật tư a nhìn xem học tỷ cho nàng thẻ nàng không có lui về hiện nay học tỷ còn không biết tận thế tại hai tháng sau sắp đến nàng có thể dùng chút tiền vì học tỷ chuẩn bị một chút tại ngày sau nàng tất nhiên sẽ dùng đến tận thế tiến đến kia là nhân loại bi kịch bắt đầu không có đồ ăn nước điện mạng lưới bọn hắn sinh tồn là như thế gian nan hiện nay là hòa bình niên đại bọn hắn đã sớm nuông chiều từ bé chỗ nào chịu được khổ cũng không biết nhân loại lớn nhất một trận tai nạn sắp đến cố cửu hành tẩu tại trên đường cái nhìn xem chung quanh hành tẩu đám người khóe miệng nổi lên cười khổ những người này ở đây tận thế tiến đến lại có thể có bao nhiêu người có thể sống sót đâu nhân loại tự tư tham lam xấu xí một mặt cũng sẽ nương theo lấy tận thế mà tới cố cửu không phải thánh mẫu tâm nàng cũng không có muốn cứu ai chỉ là bởi vì tại tận thế kia ba năm qua nhìn thấy kia xấu xí không chịu nổi một mặt thật quá nhiều bộ nhiều trở lại nhà trọ cố cửu liền bắt đầu thu thập hành lý nàng muốn thu thập vật tư lại vốn là bên trong căn bản là không có cách hành động. Cố cửu đơn giản thu thập một chút quần áo, lại đem tất cả tích xúc lật ra ra. Nàng tất cả gia sản cộng lại mới không đến 10 vạn. Đối với cái này cố cửu rất là buồn rầu, nàng tiền lương cơ hồ đều cho lo cho gia đình, đây đã là còn sót lại tích xúc. Bất quá có dù sao cũng so không có tốt, cố cửu rất lạc quan muốn. Cố cửu thu thập xong toàn thân ngoại trừ mỏng mồ hôi, nàng nhìn xuống thời gian, vừa tới giữa trưa còn có tắm vòi sen thời gian. Đem hành lễ phóng tới phòng khách, liền đi phòng tắm. Ngay tại lúc nàng cởi quần áo thời điểm, không cẩn thận đem ngón tay phá vỡ. Cố cửu nhớ kỹ trên người nàng cũng không có mang cái gì lợi khí, càng không có bén nhọn đồ vật. Nhìn xem chảy máu thời điểm, cố cửu liếc nhìn vứt trên mặt đất quần áo. Rất nhanh liền từ trong túi quần móc ra một viên ban chỉ, phía trên còn mang theo vết máu. Kia ban chỉ chính là buổi sáng ở công ty trong thang máy nhặt được kia một viên. Xem ra hung thủ chính là cái này mai ban chỉ. Một cái ban chỉ lại còn đưa nàng tay phá vỡ, nàng nhìn trái lại nhìn đều không có phát hiện trên mặt nhẫn có cái gì bén nhọn góc cạnh A. Trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video. Chương 10 Không gian bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ngay tại cố cửu cảm thấy kỳ quái thời điểm, lại phát hiện bang chỉ bên trên vết máu đang chậm rãi biến mất. Cuối cùng những cái kia vết máu biến mất một điểm vết tích đều không có. Nhưng là kia tấm phía trên bạch ngọc lại càng thêm sáng mấy phần, thật giống như sống lại. Cố cửu đứng dậy đang định nhìn kỹ nhìn, lại một trận choáng váng, thân thể giống như phiêu lên. Nàng không cấm đoán bên trên hai mắt nén lấy cái trán. Đợi nàng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hoàn cảnh chung quanh lại vô cùng lạ lẫm. Ở xa kinh thành bên trong, ở vào chính khách trong biệt thự. Đang ngồi ở trong thư phòng ngồi một cái tuổi tác lớn lão gia tử, hắn đằng từ trên ghế ngồi đứng lên. Hai mắt nhìn trừng trừng viết sách trong phòng tinh xảo hộp gỗ. Ngay tại vừa mới, hắn thấy được hộp phát ra một đạo bạch quang. Lão gia tử nhanh chóng mang lên con mắt, đi đến kia tinh xảo hộp gỗ bên cạnh, đem hộp mở ra hộp bị mở ra một nháy mắt, bạch quan lần nữa hiển hiện. Lão gia tự thấy cảnh này sắc mặt hết sức kích động, hai mắt cũng hưng phấn không thôi. Bạch quan tiêu tán, trong hộp đồ vật cũng lộ ra. Khi là một viên ban chỉ, cùng hôm nay cố cửu nhặt được kia một viên ngoại trừ màu sắc khác nhau, kia hoa văn còn có đồ đằng là giống nhau như đúc. Lúc này nằm tại trong hộp hắc ngọc ban chỉ ngoại trừ trước đó bạch quan hiển hiện, không còn có bất luận cái gì động tĩnh lão gia tử đẩy nắp hộp lại, quay người khôi phục trước đó kia trấn định khuôn mặt. Thật giống như cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Cố cửu nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, mặt mày nhíu chặt. Đây là nơi nào, chung quanh không có bất kỳ cái gì vật sống, trống rỗng chỉ có thể nhìn thấy dưới chân thổ địa, còn có kia thanh tịnh bầu trời. Trong tay đột nhiên cảm giác được một trận nhói nhói. Cố cửu cúi đầu liền thấy trong tay ban chỉ, còn có lại một lần nữa đổ máu trong lòng bàn tay. Nàng mắt thấy kia bang chỉ hấp thụ trong tay nàng huyết dịch. Nhìn xem một màn này cố cửu tâm tình phi thường bình thản. Tại tận thế nàng kinh lịch nhiều như vậy, đã không có cái gì có thể ba động nội tâm của nàng. Mà lại không biết vì sao, nàng tại cái này địa phương xa lạ, còn có cái này mai bang chỉ hấp thụ dòng máu của nàng hình tượng, không có bất kỳ cái gì e ngại cùng sợ hãi thật giống như biết điều này cũng không có gì nguy hiểm, thậm chí còn có chút thân cận chi ý. Nàng lại một lần nữa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, thậm chí còn dạo bước ở trên vùng đất này. Ở chỗ này nàng không có cảm giác được một tia gió, trong không khí lưu động khí tức, cũng làm cho nàng cảm giác được quá dị. Khi ban chỉ hấp thụ cố cử huyết dịch, thẳng đến kia bạch ngọc chậm rãi biến thành màu đỏ mới đình chỉ. Cố cửu cảm giác được trong lòng bàn tay không còn nhói nhói, nàng cúi đầu nhìn về phía trong lòng bàn tay. Lúc này lòng bàn tay của nàng căn bản không có bất kỳ vết thương, thậm chí ngay cả một vệt máu đều không có tìm được. Khi bạch ngọc bang chỉ lúc này đã trở thành màu đỏ. Nó từ cố cửu trong tay chậm rãi trôi nổi. Cố cửu nhìn xem một màn này, hai mắt mang theo không hiểu, mặt mày nhẹ nhàng hơi nhíu. Khi ban chỉ quay chung quanh tại bên người nàng chuyển vài vòng, cuối cùng lại một lần nữa rơi xuống trên tay của nàng, dừng lại tại kia trên ngón vô danh. Cố cửu duỗi ra một cái tay khác liền đi cầm kia ban chỉ, thế nhưng là chậm một bước. Chỉ gặp kia ban chỉ vậy mà chậm rãi biến mất, tấm chỉ thân ảnh chậm rãi làm nhạt. Sau đó cố cửu cũng cảm giác được trên ngón vô danh lửa nóng nhói nhói. Ngô, lần này nhói nhói, là thật đau nhất, thật giống như trái tim bị người nắm chắc đồng dạng. Bất quá chỉ đau như vậy một nháy mắt, nhói nhói đi qua sau, cố cửu lại nhìn về phía kia ngón áp út địa phương. Lúc đầu trống rỗng địa phương, lúc này lại xuất hiện quen thuộc đồ đằng. Đó chính là ban chỉ đồ án. Lúc này kia đồ đằng phóng đại, cũ kỹ lúc này mới thấy rõ, kia là sói khuôn mặt. Màu đỏ đầu sói cứ như vậy xuất hiện tại ngón tay áp út của nàng. PS Lần nữa thanh minh, chiếc nhẫn là nữ chính. Không thích cái này thiết định, có thể xóa sách không cần tiếp tục xem tiếp đi. Nữ chính có lẽ vì tư lợi, nhưng cũng có nhu tình của mình, chẳng ai hoàng mỹ, truy cầu hoàng mỹ, chúng ta có thể ở đây nói tiếng bái bai. Bạn thích bộ truyện này? Yêu cầu làm truyện và ủng hộ ở mô tả video.